Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 6 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 159 đề bài như sau. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Boyle-Mariotte? Đáp án A, P tỷ lệ thuận với 1 trên V. B là V tỷ lệ thuận với 1 trên P. C là V tỷ lệ thuận với P. Và D là P1, V1 bằng P2, V2. Để trả lời câu hỏi này, các em có thể xem lại định luật Boyle-Mariotte trang 158 sách giáo khoa. Ở đây ta có biểu thức của định luật Boyle-Mariotte là P tỷ lệ thuận với 1 trên V, hay là P nhân V bằng hằng số. Tức ta cũng có thể hiểu là chính là P tỷ lệ nghịch với V. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có biểu thức đối với hai trạng thái. Định luật Boyle-Mariotte có thể viết ở dạng là P1 V1 bằng P2 V2. Từ đấy ta đối chiếu lại với các đáp án. Các em sẽ thấy rằng đáp án A và đáp án D đã có ở trong phần kiến thức. Đáp án B, V tỷ lệ thuận với 1 trên P thì cũng hoàn toàn giống với đáp án A. Chỉ có đáp án C là V tỷ lệ thuận với P thì hoàn toàn sai, hoàn toàn không phù hợp với định luật. Vì thực chất ta biết P, V phải tỷ lệ nghịch với P thì mới là đáp án đúng. Tức là ta sẽ chọn đáp án C. Bài 6 ta chọn đáp án C. Chọn đáp án C. Vì rõ ràng là V tỷ lệ thuận với P là không phù hợp. Không phù hợp với định luật Boyle-Mariotte. Ta đã trả lời xong bài 6.